Hello mọi người, hôm nay chúng mình sẽ cùng đi coi nhà nha. Mấy căn nhà này thì sẽ bự hơn những căn nhà của mình đang ở. Tại vì lúc mà mình mua căn nhà hiện tại thì không nghĩ là nhà mình sẽ có thêm em bé. Nhưng mà bây giờ có thêm em bé rồi thì cần không gian rộng rãi hơn một chút. Đây là nhà mẫu nè mọi người. Từ cửa ra vào thì đi vô sẽ là phòng bếp và phòng khách theo kiểu không gian mở rất là đẹp. Mình thích cái kiểu mà cửa sổ và lại cửa đi ra ngoài phía sau á, bự nguyên một khoảng gương rồi nè, đẹp không? Phòng này vô nữa là phòng ngủ chính. Ở trong phòng ngủ chính thì cũng có cửa sổ lớn nè, nhìn ra vườn. Nhà này vườn rộng nè. Nhà mẫu sau khi họ đã bán hết những căn nhà họ xây thì họ sẽ bán cái căn nhà mẫu này luôn nè mọi người. Nhà mẫu này vậy chứ, khi mà họ đấu giá nhiều người mua lắm luôn. Đây là nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, vừa có chỗ tắm đứng nè, chỗ tắm đứng ngủ có cửa sổ này nọ. Ồ, cái này không có bồn tắm mọi người ơi. Đây là tủ ở trong phòng ngủ chính. Còn cái chỗ này là chắc là chỗ đi vệ sinh. Đúng rồi. Thì mình sẽ mở cái góc quay bự hơn một chút để cho mọi người coi nha. Đây này, mình quay bằng cái góc này cho nó rộng, mọi người coi dễ hơn. À, phòng tắm. Phòng tắm này thì không có bồn tắm nha. Mình thích hai cái bồn rửa mặt rời nhau vậy nè. Bên này còn có một cái góc nhỏ nhỏ để trang điểm. Rồi, cái tủ này chắc là tủ để đựng khăn. Ủa, mình thích có tủ đựng khăn bự bự vậy á. Em bé ơi, em đi đâu ạ? À? Em có thích nhà này không? There's a rainbow on the floor. Dễ thương quá vậy. Rồi, em đi nha, em đi nha, em dẫn mọi người đi nè. Đây là phòng khách nè mọi người. Phòng khách nhiều cửa sổ nên sáng sủa. Mình thích chỗ bàn ăn có cửa sổ như vậy luôn. Ồ, cái chỗ cầu thang cũng mở ra nhìn thấy được mấy cái sông, nó không có bị bí quá. Bếp, bếp này người ta làm kiểu waterfall á, cái mặt đá nó ở phía này luôn, nhìn đẹp quá. Còn mấy cái tủ thì cao lên trên gần tới trần. Và có wall oven nữa. À, để có thức pantry. Pantry có thức nha. Tủ đựng thức ăn. Tủ đựng thức ăn này cũng rộng rãi nha mọi người. Thích tủ rộng rãi hơn một chút như vậy ha. Đây là phía sau bếp nè. Mình còn thích cái bếp vậy. Nó có mấy cái vòi để mình có thể hứng nước luôn. Còn bên này là chỗ rửa chén. Máy rửa chén. Ồ, đẹp đó. Phía này dưới bậc thang thì mình phải chắc là nhà vệ sinh. À không, đây là một cái hầm. Hầm để bỏ đồ. Còn đây, ở bên đối diện cái chỗ mà hầm bỏ đồ là phòng giặt. Đây có một cái gọi là mớt râm á. Đó, mình treo túi sách rồi mình ngồi mình mang giày ngay chỗ này. Con đi học về thì có thể treo cặp ở đó. Nên là phòng giặt nè, phòng giặt này là ở dưới tầng 1. Chắc là phòng ngủ chính ở đâu thì phòng giặt ở đó thôi. Giờ mình có thử. À, ở dưới tầng này á, thì nó sẽ có một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ bên phải cửa ra vào. Phòng ngủ này thì chắc là dùng cho khách. Tại vì nó có cửa sổ ở gần phía ngoài quá. Và cho con ngủ phía ngoài thì thấy hơi sợ sợ. Này thì chắc có thể làm office hay là phòng cho khách. Hay là phòng cho chơi cho em bé cũng được. Hay là tủ nè. Và phòng này thì không có nhà vệ sinh ở trong phòng. Nhà vệ sinh mà phải đi ra khỏi cửa vậy. Xong rồi mình qua nhà vệ sinh bên phía tay phải. Ồ, nhà vệ sinh ở dưới mà nhà vệ sinh đứng vậy thì mình thích nè, khỏi cần bồn gì hết á. Đứng vậy nó sạch sẽ hơn mọi người. Đó, chỉ cần tắm đứng vậy thôi. Còn đây là mình. Hello. Giờ mình lên lầu coi thử nha. Để coi phía này nữa, phía tay phải là cũng có một cái office rồi nè. Office này chỉ có điều là không có cửa thôi. Mình có thể dùng cái office này để mình làm phòng phòng ăn á, tiệc tùng gì đó thôi thì mới ăn ở đây. Còn mình thường thì ăn cơm ngoài kia. Nhưng mà mình thấy là office còn đẹp nè. Mình thích mấy cái kiểu kẽ ăn tường như thế này. Giờ đây lên lầu thôi nha.
lên lầu nè. Nhà mẫu thì lúc nào nó cũng đẹp. Đứng ở dưới cầu thang nhìn ra, trời ơi toàn cảnh cái nhà nè mọi người. Lên nhà. Trên đây có mấy phòng? 3 phòng. Wow, trên đây có 3 phòng luôn hả? Đồng. Trên đây thì có 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh cho 3 phòng ngủ đây. Nhà vệ sinh này thì có bồn nè mọi người. Tại vì ở dưới nhiều khi có khách á thì mình để tắm rửa sạch, còn ở trên lầu thì tắm bồn cho con mình có thể chơi. Đó. Rồi, phòng ngủ đây. Donut vẫn như ngày nào vẫn thích hù mẹ. Phòng ngủ này thì có cửa sổ nhỏ nhỏ, đặt cái giường với lại cái tủ. Và bên đây chỉ còn một ít chỗ thôi. Còn này là tủ quần áo nè. Ồ, con tôn này là này cửa gì? À chắc là cửa đi ra mấy cái chỗ mà để máy lạnh đó. Đây là phòng ngủ thứ hai ở trên lầu. Trên lầu thì có 3 phòng ngủ. Và phòng này mình thấy rộng hơn cái phòng mình mới vô coi thử. Cửa sổ nó cũng cao ráo hơn. Phải không ta? Mình không để ở cái cửa sổ phòng mình ghi. Mà cửa sổ phòng này thì đẹp nè. Mình có thể làm một cái bục để con ngồi đọc sách. Cái này thì còn có thể để cái giường ở giữa mà hai bên vẫn còn chỗ. Bên này cũng có một góc nè. Rồi qua đây là cái tủ. Ồ, tủ này có cửa sổ. Mình thấy tủ có cửa sổ cho nó sáng sủa. Ở trên lầu mà nhìn xuống vậy thấy thoáng đẹp ghê á. Mình thích vậy á. Còn có một cái phòng chơi ở trên lầu nữa nè. Cũng có cửa sổ bự. Em thích không? Em thấy cái quạt đó hả? Mấy em bé thấy mấy cái quạt cũng hay chị. Thương em á. Đây còn một phòng ngủ nữa nè. Phòng ngủ này thì cũng tăng size của cái phòng ngủ kia. Ủa trang trí đẹp thế. Tủ nè. Mà 3 phòng ngủ có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ à, hơi ít. Hai chị em thấy cái giường đẹp quá lên ngồi. Thương quá đi. Cô có thích ở đây không? Ừ. Cô với Donut có thích ở đây không? Đây người ta cũng làm tường kiểu như nhà mình làm cho Donut mà nó còn nhả mòn mà. Trang trí đẹp quá. Căn thứ hai này là open house. Căn này thì bự hơn căn lúc nãy mình coi luôn á mọi người. Để coi thử bên trong nó như thế nào nè. Wow, căn này cái cầu thang đẹp quá. Căn này thì có sẵn chỗ lò sưởi. Có cái bếp nè mọi người. Trời ơi, cái bếp quá là rộng đi. Bên này chắc là chỗ để bàn ăn. Mình coi cái bếp trước rồi mình đi quanh quanh từng một coi thử nha. Có formal dining room nữa nè. Nó thông qua chỗ phòng khách luôn. Cửa sổ bự. Wow, đi thông qua chỗ phòng khách. Đi ra lại ngoài cửa ra vào thì bên trái cửa ra vào là một căn phòng. Phòng này có cửa kiểu French door mọi người, cửa hai cánh thì mình có thể làm phòng làm việc. Bên này chắc là nhà vệ sinh. À không, chắc là cửa đi ra gara. Gara này là gara có 3 xe luôn á mọi người. À không, hình như 2 xe nhưng mà nó rộng hơn gara 2 xe. Đây là dưới cầu thang. Dưới cầu thang thì mình nghĩ là chắc có nhà vệ sinh. Đúng rồi, có nhà vệ sinh nè. Lùi bật đèn quá.
Và trong đây là một cái phòng. Cái phòng như mà rộng quá nha. Wow, cái này là cái tủ của phòng ngủ chính. Mà cái tủ này á, thì nó lại thông với nhà vệ sinh của phòng ngủ chính luôn. Đẹp quá vậy, có cái gạch nè. Nhà này là open house, để bán ai thích mua thì mua được luôn đó mọi người. Có bồn tắm rời nè. Ngay chỗ bồn tắm rời có cái cửa kính. Kính này chắc là nhìn qua nhà hàng xóm nên người ta làm kính mờ luôn. Hai cái chỗ rửa mặt, một cái bên này nhỏ nhỏ, cái bên này thì bự hơn. Cũng có chỗ để ngồi trang điểm giống như nãy nè. Phòng tắm chính này thì vừa có tủ để khăn, vừa có chỗ tắm đứng, vừa có bồn tắm nằm. Wow, nhà này đã quá. Trời ơi, có cái phòng ngủ nó bự. Đi một vòng thì mình sẽ đi ra tới ngoài. Đối diện cái cửa vô phòng ngủ chính này có thêm một cái tủ để đựng áo khoác. Ở chỗ này thì mình trang trí rồi này kia nữa nè. Đi ra lại. Nhà này thì ở bên ngoài có sẵn mái hiên để che. Mình có thể bỏ ghế ra ngồi bên ngoài giống như nhà nãy, mà cái này thì rộng hơn luôn. Mình thích phòng bếp nhất luôn á mọi người. Bếp này, chỗ này là wall oven. Chắc là mấy cái này nếu mà mình mua thì mình phải tự mua lò nướng, lò vi sóng, với lại bếp luôn. Tự mua quạt hút luôn nè. Đây, từ cái bar nhìn qua thì sẽ thấy cầu thang với lại lò sưởi. Ngay chỗ phòng khách rộng ghê. Giờ mình lên cầu thang thử nha. Giờ là mình đi hết ở dưới rồi đó. Mình đã lên tới trên lầu. Trên lầu này có mấy phòng ngủ, ta sẽ khám phá thử nha. Chỗ này là chắc là chỗ chơi playroom. Con Nít nói mẹ mở cái này ra nè. Cô với mẹ mở nha. Wow, đây là phòng xem phim, phải không? Xịn quá vậy. Wow, xịn quá. Có cả phòng xem phim nữa chứ. Phòng xem phim có cửa hai cánh mở ra luôn. Mở ra là playroom. Còn bên này là phòng gì? Phòng ngủ. Phòng ngủ này rộng nè mọi người. Mình thích phòng cho các con rộng rộng xíu để bỏ nhiều đồ chơi. Tủ cũng rộng nữa nè. Được á. Tủ rộng quá chân luôn. Rồi đi ra thở. Một phòng ngủ rồi nha. Đi ra nè. Rồi quẹo qua đây. Tủ ha. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu. Nhà vệ sinh trên lầu này thì không có được upgrade gì nhiều hết á. Tủ với lại mặt đá cũng thường thường thôi. Chỗ tắm, kể là chỗ rửa mặt riêng. Chỗ đi vệ sinh như là chỗ tắm thì trong một cái phòng riêng. Ở bên trái của nhà vệ sinh là một cái phòng nữa. Phòng này cho cô hả tới? Phòng này cho em bé cô hả? Em muốn mẹ coi gì? Wow, em nói wow, cái phòng này nè mẹ ơi. Phòng này là phòng để đồ nha mẹ. Em để đồ ở trong á hả? Em có bỏ búp bê ở trong không? Bỏ bao ở trong hả? Đây mẹ nha. Đi học à? Không hả, em muốn ở đây hả? Trời ơi, sao mà đi coi nhà mà em háo hức nhất luôn á nè. Đóng tủ lại. Trời ơi, lịch sự quá. Rồi sao nữa, đi đâu? Bây giờ mình đi theo em Coco đi, em Coco dẫn đâu mình đi đó. Hay quá mẹ ơi. Coi em vui kìa. Em ơi. Em à. Em đang yêu quá. Đây nè. Mày dẫn em đi tiếp nha. Rồi em đi qua đây. Vậy là mấy phòng ngủ cũng nằm xa nhau.
nên là nhà vệ sinh nè, phòng ngủ bên này, rồi phòng ngủ bên cái chiếu đường luồng bên kia, rồi một phòng ngủ ở bên này nữa. Vậy là ở trên đây có 3 phòng ngủ nữa hả ta? Đây là phòng ngủ cuối cùng nè mọi người. Ồ, phòng ngủ cuối cùng này thì trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, tủ nè, nhà vệ sinh. Đi vô nữa là cái gì? Sao lại có thêm một cái cửa nữa? À, cửa này là đi ra mấy cái chỗ máy lạnh đồ. Thôi đi vô đi con, trong ngoài đó nguy hiểm lắm. Ok. Này là chỗ tắm. Ủa vậy là ai tới sửa máy lạnh hay gì là phải đi xuyên qua phòng ngủ của con mình, rồi đi xuyên qua nhà vệ sinh rồi mới ra ngoài đó sửa đồ được hả? Rồi vậy thì cũng hơi kỳ kỳ. Em ơi, em lại chim mẹ hả? Hai căn nhà mọi người vừa xem thì mọi người thích căn nào hơn? Giá nhà ở Texas bây giờ không còn rẻ như trước rồi mọi người ha. Phải trên 500 ngàn thì mới tìm được nhà ưng ý á. Nếu mọi người thích xem những video đi coi nhà như thế này thì để lại bình luận cho mình biết nha. Lần sau tụi mình sẽ lại đi coi nhà tiếp để tìm được căn nhà trong mơ.